Đây, cứ mỗi lần là xuất hiện là một cái ông thần thánh, ông thần ở phương nào đó, người ta gọi là thần kinh chứ thần thánh cái gì, thần kinh mới giết người chứ thần thánh đâu mới giết người. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kenya. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox God and Destructor. Thì trong game này mình sẽ sinh tồn chống chọi với cái cơn giận dữ của các vị thần thánh đó. Ok, chuẩn bị vô trận rồi, còn 3 giây nữa. Đây, bây giờ mình không biết mình sẽ, nói chung là mấy ổng giận dữ tới mức mà tạo ra một cái thảm họa sóng thần hay là cái gì đó để giết tụi mình chơi vậy đó, nó rảnh gì đó. Ê. Ồ. Không, God Ray nè. Cơn giận dữ của thần thánh chuẩn bị, cơn giận dữ của các vị thần chuẩn bị xuất hiện rồi đó. Thunderstorm à, đâu phòng sấm sét hả? Bão sấm sét. Oh no, bão sấm sét, bão sấm sét, bão sấm sét. Chắc là mình phải đi vô trong nhà thôi. Nè, mọi người ngó lên trên trời là sẽ thấy nè, đó. Úi thần rớt. Trời đâu phòng sao đâu ra mà nguyên thần rớt. Ai. Cái này tốt nhất là nên trốn luôn á, không nên lòi đầu ra ngoài. Bừng cho phát chặt eo rụng hết lông. Ô ồn thế, ồn quá từ từ một nấc thôi là đẹp đấy. Game này hơi ồn tí nhưng mà bây giờ mình phải đứng ở trong này 45 giây nữa là mình sẽ hết. Nói chung là ông thần, mấy mấy ông vị thần này ông rảnh lắm, ông chỉ tạo ra đi sắc để giết người chơi gì đó thiệt tình. Ê, mình có tội gần gì đâu, gần như bây giờ mình phải đi trốn trốn ổng đó chứ. Hình như là thần thánh này á là chỉ có một người làm thôi. Thì hồi nãy mình có chơi thử á, thì mình thấy là chỉ có một người được làm thần thánh thôi. Không biết là chút nữa mình được làm thần thánh hay không. Nhiều khi mình nổi điên quá mình cũng được làm thần thánh nữa. Ok, nói chung bây giờ cứ đứng đây đợi hưởng thụ, thấy không, cứ đứng trong nhà mưa mà nó xuyên qua nhà luôn là hiểu rồi. Trời ơi, sợ. Người ta thường nói là sấm sét thường không đánh chung, không đánh một chỗ quá hai lần, mà đến chỗ này nó đánh mấy lần luôn, thiệt luôn á. Ok, win được một trận rồi. Yes. Đây. Đây là thần một mắt hả trời? Thần gì có một mắt vậy ba? À, này giống như bên này là dành cho thiên đàng, bên này dành cho địa ngục nè, hả? Họ thấy không? Mình thắng được một trận rồi. Yes. Win. 3 sao luôn. Ý, phải vậy chứ. Trời ơi, 3 sao cái là một cánh liền. Chỉ cần 3 sao thôi là được một cánh liền. Lên level luôn. Mình không biết cái ngôi sao này dùng để làm cái gì nữa. Không biết trong đây nó có shop đâu mà mua. Ê. Ok, bây giờ đợi tiếp theo thôi. Quan trọng là bây giờ ai được làm God nè. Not me. Ôi, không nhảy lên kịp. Holy. Thôi nói chung là không phải không hẳn lên cao là ok đâu. Cứ đứng ở dưới trước đi rồi từ từ kính tiếp. Đấy, đi vô trong này được nè. Cứ để góc nhìn thứ nhất mà quay qua là được rồi. Mèo kìa, bằng ơi, ra gái ơi, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Bây giờ là thần địa ngục. Holy shit. Vị thần địa ngục. Oh no 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 no. Không được rồi, không được rồi. Vị thần địa ngục, bây giờ mình phải chạy lung tung hết á. Mình phải né mới được chứ còn không đứng đây là không ổn rồi. Ấy, không lên được. Ok là được rồi. Ok. Mình nghĩ là mình nên đứng nó ở đây nè. Đấy, trời ơi, đứng đây là hết sảy liền. Không biết đi xuyên người được không, hình như hồi nãy là hình như là không đi xuyên người được, nhưng mà mình nghĩ là đứng đây là nó sẽ ổn đấy, thấy không? Không đi xuyên người được à, đạp lên đầu được ư? Rồi xong rớt xuống đó là xác định là chắc luôn, khỏi chạy. Nguyên nguyên dòng sông độc nó nằm ngay chỗ này, nguyên biển nó có chất độc nữa chứ. Đó, mình đứng đây rồi, ơi ông thần thánh này ông ở phương nào không biết nữa, ông chơi ông xuống ông giết mình, giết hết cả đám dân thường luôn. Oh man, đừng giết em anh ơi, lộn, đừng giết, đừng giết con. Ok, win 2 trận, cứ đứng ngay chỗ đó là ok liền.
đứng ngay khu đó là bất chấp mọi thời tiết luôn, bất chấp mọi thảm họa luôn. Đấy, win liền, quá good, quá good. Hồi nãy mình nhớ là mình lên được level rồi mà coi sau nãy mình á, mình nhớ mình là được level 2 mà sao rốt cuộc bây giờ vẫn level 1 nha. Ố, được cái vòng tròn, được cái vòng luôn rồi nè. Hồi nãy có người có người không nên là mình cũng không rõ tại sao lại có cái vòng này nữa. Ồ, win cũng hơi nhiều ấy chứ. Đấy, 3 sao liền. 3 sao liền. Ok, lên được level 2 rồi, được 7 ngôi sao luôn rồi. Lên level hình như nó còn cộng thêm cộng cộng thêm ngôi sao cho mình nữa. Rồi, let's go. Để coi bây giờ thì quan trọng ai làm god. Ui, cái này nó lên nhanh quá nên là nhiều khi mình không có thể nào mà mình cứ đứng cái này chứ đi rồi kiếm tiếp. Trời, đậu phộng cũng như không, lên cho đã vô rồi rớt xuống lại. Giời. Sen con bảo cát. Giời. Bảo cát rồi, bảo cát rồi, không ổn lắm. Bảo cát là mình phải đứng núp ở đâu? À, khó đó. Bảo cát bây giờ mình không biết phải đứng núp ở đâu hết. Mình đứng núp trong nhà mình cũng sợ nữa, mà đứng núp ở ngoài đường mình cũng sợ nữa. Nói chung bảo cát này nó cũng gây nguy hiểm, nó cũng gây chết người mà. Đó, thấy chưa, nó rụng vào kìa. Vãi chưởng. Ô, nó đổi hướng gió rồi. Cái này là hướng gió nha mọi người. Đó, không, nó đổi, nó thổi bên này, thổi qua nè. Đấy. Nên là mình nghĩ là mình nên đứng ở cái chỗ nào mà nó có thể chắn được cái hướng gió thì may ra mình có thể sống. Đây, cứ mỗi lần là xuất hiện là một cái ông thần thánh, ông thần ở phương nào đó. Người ta gọi là thần kinh chứ thần thánh cái gì. Thần kinh mới giết người chứ thần thánh mới giết người. Đúng không? Ông thần kinh thì có trong thần thánh đâu ra thiệt tình. Trời ơi là trời, gió cũng may gió thổi đúng một chỗ nên mình nghĩ mình đứng đây chắc là ok nè. Trời ơi, dậy. Win easy luôn thấy không? Tại vì mình nghĩ là có cái này che nên là mình không chết. Bảo cát mà, cát nó quật vô mặt hỏi không đau cũng nó uổng á. Nhưng mà có cái đó che lại nên là khả năng không chết nó cao. Ôi trời. Win liền. Ồ, cái game này hay cái là mỗi lần nó đổi map á là nó sẽ xuất hiện cái vùng đất, nó sẽ xuất hiện từ dưới nước nó xuất hiện lên. Hay là chỗ đó đó. Đẹp lắm. Nhưng mà nãy giờ vẫn chưa biết là ai làm God hay không nữa. Tại vì nãy giờ sống không mà chứ có chết đâu. Ồ, bây giờ đã nhận thưởng chắc cũng lên được level 3 đấy chứ. Đúng không? Không không không, không lên nổi rồi. Khó, sắp lên rồi, mém lên level 3. Làm liếm nhẹ cái nữa là lên liền. Mình bây giờ không liếm được. Ok, bây giờ đợi. Oh, Global Victory nè. Kéo qua được không? Có cái server Victory không đâu? Là server đang chơi hiện tại ai thắng nhiều nhất nó show lên chứ giờ để đây ai mà biết được. Ui đấy, thấy không, ít ra cũng phải đứng lên trên đầu này nè đó mới 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 may ra thắng được chứ. Lộ phỏng lần này của làm góp à, ơi trời đất ơi, lần này tôi làm God mới ghê chứ. Tornado. Ok, ấy làm gói này quýnh sao trời, đùa. À, mình có thể tạo ra nhiều lốc xoáy ư? Và cái hướng đi của nó cũng cũng có nữa nè. Đó. Vậy mình làm gói mình tạo ra tornado mới ghê chứ. Trong nhà này nhiều nè, trong nhà này nhiều nè, đó. Đấy, chính xác, chết hết cả đám liền gì, thầy. Mình có thể tạo ra được những cái con những cái tornado nhỏ nữa, mini nữa. Đấy, ở đây liền. Mình thì mình không điều khiển được con này, mình chỉ có tạo ra thôi chứ còn trời 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 chưa thấy đồ trời nó chạy trên máy rồi, thôi chứ làm ăn gì được nữa. Trời, nó cóc bí luôn. Đâu không chưa thấy tornado nào mà nó cóc bí như bây giờ. Đó, thì tình chứ đùa chắc.
chơi đô mà nó cóc biến luôn rồi thôi làm ăn gì được nữa. Còn một thanh niên mà đang đứng ở trên này nè, mình chưa giết được nè, rồi xuống luôn rồi. Ồ, nó phá nát cho, nó phá nát luôn cái nhà khu. Vãi đậu hồng, cuối cùng người vẫn thắng luôn, người đông quá mà không thắng cũng muộn á. Rồi lần đầu tiên được làm thần thánh luôn má ơi. Vãi trưởng. Ok, để coi còn bao nhiêu người thắng, mình nghĩ còn người thắng cũng nhiều á, tại vì mình đứng ở trên cao mình rất là khó thấy. Làm ngay cái tornado, mà tornado đã giờ còn cóc biến nữa chứ, không tin luôn. Vô cần hồi nãy tôi nói tôi thần thánh thần kinh chi, giờ biết bây giờ có biến thành thần kinh luôn chứ thần thánh gì nữa. Nó không show ra người chiến thắng là hiểu rồi, nó không show ra người chiến thắng là hiểu rồi. À, thiệt là đau đầu. Ok. À thôi, không nên đứng ở đây. Nguy hiểm lắm. Ông thần thánh đâu rồi? Ông thần thánh đâu? À, thấy rồi. Thấy ông thần kinh rồi, tôi chạy đi. À mà biết mà khoan đợi xíu. Để coi thử coi quan trọng nó là cái gì chứ. Ờ cái gì đây, cái gì đây. Ồ, bão tuyết hả? Ok. Blizzard nè, cái này gọi là Blizzard nè. Bão tuyết. Nhưng mà bão tuyết chắc mình đứng trên người của mấy thanh niên này chắc không sao đâu nhỉ. Ờ được nè, trời dễ gì, sợi easy. Được, đứng trên này được, không bị gì hết. Trời, té sắp mặt luôn rồi. Đậu phộng, đùa. À, mấy thanh niên này tỉnh dậy rồi. No, no way. Cho tôi lên, cho tôi lên. Ủa không lên được luôn á. Báo tiếng rồi, thôi né. Chạy đi, cứ chạy vòng vòng đi, không nên đứng yên một chỗ. Mà nó biết là mình rớt xuống này có chết không nữa. 18 giây nữa, cố lên. Chắc là win thôi mà. Má thanh niên này đang đứng trên không nè, nên là mình đạp được. Ok. Ủa sao không có thanh niên nào đứng yên một chỗ để mình đạp nha. Thiệt luôn á, không không có ai đứng yên một chỗ để mình đạp luôn. Tại vì tôi làm gót một trận chi giờ, tự nhiên khi không tôi thua hết một trận, mất luôn cái vòng trên đầu luôn rồi. Ai. Thiệt tình. Làm gót mệt quá mà. Làm gót mà không win được. Ô, có được cái vòng rồi nè. Cũng được. Đó, đây 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 server nè, server start nè. Hiện tại giờ mình đang đứng ở đâu cả? Ồ, là 21 luôn. Ghê thật. Kinh thật. Ở đây có rất là nhiều người mà mình đứng. Ủa gì 21 gì kinh vậy? Ồ. Đâu không, ai cũng được cái dòng luôn kìa. Ồ. Đẹp thế, level 3 rồi. Ok, này đứa có mình là 24 nè. Level nè. Level thì mình lên level 3 rồi, đâu phải level 1 nữa đâu mà sao không thấy mình ta. Ê, nó vô trận luôn rồi. Nữa, lại lại Ai Cập nữa hả? Ai Cập này thì thần ông thần nào đi chơi? Con này con quỷ mà, thần này thần dưới địa ngục mà. Đó, đứng này được nè, thấy không? Rồi bão cát rồi, bão cát rồi, xiềng luôn lai bão cát, đứng đây được nè. Ở bão cát mình nghĩ chắc đứng đây được. Bão cát thì vô nhà mình mới sợ thôi, chứ còn đứng ngoài này thì chắc không sợ đâu. Cầu mong đừng có nói trước nha, nói trước bước không qua đâu. Ủa sao coi như mình hiện cái dấu chấm than ra ta, giống như là ông giống như là mình nghi ngờ là mình có cái gì đó nghi lắm nè, thiệt luôn á. Nên thôi mình cứ chạy đi chứ mình đừng đứng đâu chỗ, giống như hồi nãy là mấy ông thần này không có cái skill riêng của ổng nữa.
ông sẽ giết khả năng sử dụng cái skill đó để giết người thì nó sẽ cảnh báo cho mình biết đó, dạng là vậy. Không, cái đó là do mình đoán thôi nhé, còn không biết có phải sự thật là vậy không đấy. Nói chung cứ đứng đây đi. Đấy, bây giờ trời trời như thế này thì ổng không thể nào mà ổng thấy mình để mà ổng giết được. Thề luôn. Cỡ gì trận này tôi cũng win. Win 100% luôn. Đấy. Win rồi. Yes. Rồi. Thì ok, thì mình sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên bấm like cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.